bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế chiều nay của chúng tôi. Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ. Các nước nhận được viện trợ sẽ bao gồm Israel, Ukraine và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Gói viện trợ nước ngoài vừa được Hạ viện Mỹ thông qua bao gồm 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel, 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 8 tỷ đô la Mỹ dành cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và 23 tỷ đô la Mỹ nhằm lấp đầy kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Một dự luật khác cũng được Hạ viện thông qua ngày 20 tháng 4. Đó là các biện pháp nhằm cấm TikTok, trừng phạt Iran và việc chuyển giao các tài sản của Nga bị tịch thu cho Ukraine. Gói viện trợ này đã bế tắc tại Hạ viện trong những tháng qua do vấp phải sự phản đối từ một số hạ nghị sĩ Cộng hòa cực hữu. Các nghị sĩ này cho rằng việc tiếp tục viện trợ nước ngoài sẽ khiến gia tăng nợ quốc gia của Mỹ vốn đang ở mức kỷ lục là 34.000 tỷ đô la Mỹ. Một số hạ nghị sĩ Cộng hòa thậm chí còn dọa phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nếu các dự luật này được đưa ra cân nhắc và bỏ phiếu tại Hạ viện. Người tiền nhiệm của ông Mike Johnson là Kevin McCarthy đã từng bị miễn nhiệm bởi các hạ nghị sĩ Cộng hòa cực hữu tháng 10 năm ngoái. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói viện trợ này sẽ được Thượng viện cân nhắc và bỏ phiếu thông qua trước khi được đưa lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Gần như chắc chắn, gói viện trợ này sẽ được thông qua tại Thượng viện, trong khi Tổng thống Biden cam kết sẽ ký duyệt ngay sau khi được Quốc hội thông qua. Chính quyền Tổng thống Biden từng đưa ra đề nghị bổ sung ngân sách cho viện trợ nước ngoài trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, đề nghị này đã không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện, vốn đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Các hãng thông tấn Nga hôm 20 tháng 4 đã dẫn lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói rằng quyết định thông qua viện trợ an ninh cho Ukraine sẽ làm cho nước Mỹ giàu có hơn, hủy hoại Ukraine hơn và dẫn đến nhiều thương vong hơn đối với Ukraine. Ông Peskov nhận định, các điều khoản trong luật cho phép chính quyền Mỹ tịch thu tài sản Nga bị tịch thu và chuyển chúng cho Ukraine để tài trợ cho việc tái thiết sẽ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ. Đồng thời, phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ ban hành các biện pháp trả đũa. Trong khi đó, trên trang Telegram cá nhân, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng việc Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine không phải là điều đáng ngạc nhiên và cho rằng mục đích của hành động này là chống lại Nga. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, thì cảnh báo việc Mỹ phê duyệt viện trợ theo luật cho Ukraine, Israel và Đài Loan sẽ làm sâu sắc thêm các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới. Được biết là sau nhiều tháng, Hạ viện Mỹ đã quyết định thông qua gói lập pháp cung cấp 60,84 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong đó, 23 tỷ đô la Mỹ sẽ được sử dụng để bổ sung vũ khí, kho dự trữ và cơ sở vật chất của Mỹ. Dự luật chi tiêu trên hiện đã được chuyển tới Thượng viện Mỹ, vốn đã thông qua từ 2 tháng trước, và dự kiến sẽ được phê duyệt vào tuần tới. Sau đó, Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành gói chi tiêu. Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên thềm Hội đồng NATO Ukraine cho biết, Kiev cần thêm tối thiểu 7 hệ thống phòng không Patriot hoặc các hệ thống phòng không tầm xa để chống lại các cuộc không kích của Nga. Ông Zelensky cũng mong muốn các nước đồng minh tăng cường viện trợ. Theo Tổng thống Ukraine, viện trợ quân sự từ phương Tây hiện tại rất hạn chế. Ông đồng thời nhắc đến việc Mỹ, Anh, Pháp đã hỗ trợ Israel đánh chặn cuộc tấn công của Iran. Tôi phải nói thẳng, để phòng thủ Ukraine cần thêm 7 hệ thống phòng không Patriot hoặc tương tự. Và đây là con số tối thiểu. Các hệ thống vũ khí bổ sung sẽ làm thay đổi tình hình, ông Zelensky nhấn mạnh. Trong vài tháng qua, Nga đã tăng cường không kích bằng vũ khí tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố của Ukraine, gia tăng áp lực lên Kiev trong bối cảnh lực lượng Nga ở mặt trận phía đông liên tục mở rộng vùng kiểm soát. Ông Zelensky cho biết, chỉ trong năm nay, Ukraine đã bị tấn công bởi gần 1.200 tên lửa Nga, hơn 1.500 máy bay không người lái và 8.500 quả bom dẫn đường. Tổ hợp Patriot do Mỹ chế tạo và có thể hạ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn. Ukraine đang vận hành khoảng 3-5 tổ hợp Patriot được Mỹ và một số nước châu Âu chuyển giao. Tuy nhiên, nguồn đạn cho các hệ thống phòng không của Ukraine cạn dần
khiến những đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái Nga có tỷ lệ thành công cao hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ngay sau hội nghị trên, các nước đồng minh đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không bổ sung. Thông báo tối qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân Israel đã tiến hành 3 đợt không kích liên tiếp trong cùng ngày nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền nam Liban, phá hủy nhiều cấu trúc và thiết bị quân sự, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu một số tay súng đối địch. Hai đợt không kích đầu tiên đánh phá các mục tiêu ở Eita Ashraf và Kafar Kila, khiến 3 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Đợt oanh tạc mới nhất tiến hành hồi tối qua vào khu vực Jebbay chưa xác định được kết quả. Cũng theo IDF, các cuộc đánh phá qua biên giới kéo dài hơn 6 tháng qua của quân đội Israel vào Liban đã loại khỏi vòng chiến đấu 285 tay súng Hezbollah, phá hủy hàng trăm cấu trúc và thiết bị quân sự, trong đó có các radar, chốt cảnh giới, kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của nhóm vũ trang lớn nhất Liban. IDF cũng nhiều lần cảnh báo sẵn sàng mở chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Liban nếu cần thiết. Ngoài mặt trận chống Hezbollah, những ngày qua, quân đội Israel cũng đẩy mạnh không kích vào Syria và dải Gaza, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu bờ Tây. Theo đánh giá của nhiều nguồn tin khu vực, hoạt động chiến đấu của Israel trên các mặt trận gần biên giới dường như đang được thúc đẩy sau khi căng thẳng giữa nước này và Iran có dấu hiệu lắng xuống. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách bổ sung kho dự trữ vũ khí khi kêu gọi Mỹ cung cấp thêm khí tài quân sự. Trước đó, The Wall Street Journal đưa tin, chính quyền Mỹ đang xem xét các hợp đồng vũ khí mới trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Israel, bao gồm đạn xe tăng, đạn súng cối và xe quân sự. Yêu cầu mới nhất này của Israel khác với yêu cầu bổ sung tài trợ trong gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà Hạ viện Mỹ đã thông qua trong cuộc bỏ phiếu hôm 20 tháng 4. Trước đó, thì ngày 29 tháng 3, Mỹ đã đồng ý chuyển số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ tới Israel, bao gồm 2.300 quả bom loại MK-82 và MK-84 cùng với 25 máy bay chiến đấu F-35. Việc cung cấp vũ khí cho Israel thời gian gần đây đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Mỹ. Khi cuộc xung đột tại Gaza đã khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng và gần 77.000 người khác bị thương. Hồi đầu tháng này, thì hơn 40 nghị sĩ Mỹ đã ký thư chung gửi Tổng thống Joe Biden, kêu gọi ngừng chuyển vũ khí tấn công cho Israel. Nếu nước này không giảm thiểu hành động gây phương hại cho thường dân vô tội ở Gaza, cũng như tiếp tục hạn chế việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hôm 19 tháng 4, Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa có giới hạn nhằm vào nhiều địa điểm ở gần thành phố Isfahan, Iran. NBC News dẫn nguồn cho biết, trong cuộc tập kích này, Israel đã phóng bắn 3 tên lửa đạn đạo vào Iran nhưng không gây ra thiệt hại lớn. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB thông tin tại một số tỉnh của nước này, hệ thống phòng không đã được kích hoạt, các cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan hoàn toàn an toàn. Ba quan chức Iran xác nhận với New York Times rằng cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ của lực lượng không quân Iran gần Isfahan. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết không có thiệt hại nào từ cuộc tấn công của Israel và cáo buộc giới truyền thông Israel đang cố gắng phóng đại tác động của cuộc tấn công. Chỉ huy quân sự cấp cao chuẩn tướng Mihandos ở tỉnh Isfahan, ông Nassim cũng nhấn mạnh không có thiệt hại hay sự cố. Các tiếng nổ lớn ở Isfahan được tạo ra khi tên lửa phòng không đánh chặn các mục tiêu bay không xác định. Mặc dù một quan chức Mỹ đã lên tiếng rằng Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, nhưng phía Israel hiện không nhận trách nhiệm và từ chối bình luận. Phía Mỹ cũng cho biết họ đã cảnh báo trước về hành động trả đũa của Israel đối với Iran. Các chuyến bay cũng đã được nối lại tại sân bay Mehrabad và sân bay quốc tế Imam Khomeini, hai sân bay lớn ở thủ đô Tehran, sau khi bị tạm dừng vào rạng sáng 19 tháng 4 do lo ngại các cuộc tấn công. Iran trước đó thì tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến các thành phố Tehran, Isfahan và Shiraz. Cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau khi Iran phóng tên lửa quy mô lớn vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào khu phụ lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại Damascus hồi đầu tháng 4.
lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, 7 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 2 chỉ huy. Ngoài ra thì vụ tấn công còn khiến 4 người Syria thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Ngày 20 tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Istanbul trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông. Trước cuộc hội đàm, thì Hamas cho biết xung đột tại Gaza sẽ được đề cập, trong khi ông Erdogan không tiết lộ chương trình nghị sự. Cùng ngày, thì Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Istanbul thảo luận về tình hình giải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Fidan cho biết hai bên đã nhấn mạnh tình hình nghiêm trọng tại Gaza và thảo luận tìm cách tăng viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ này, cũng như những việc có thể làm về lâu dài để hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Hamas có một văn phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2011, khi Ankara giúp đạt được thỏa thuận để nhóm này trả tự do cho binh sĩ Gilad Shalit của Israel. Giới phân tích nhận định, nếu Qatar rút khỏi các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Hamas và Israel hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng cường vai trò hòa giải dựa trên mối quan hệ với Hamas. Theo cơ quan y tế Gaza, xung đột đến nay đã làm 34.000 người ở Gaza thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật liên quan đến TikTok, có thể dẫn đến lần đầu tiên Mỹ đóng cửa toàn bộ một nền tảng mạng xã hội TikTok ở nước này, và từ đó mở ra tiền lệ mới. Theo AFP đưa tin, dự luật qua Ải Hạ viện với 360 phiếu thuận và 58 phiếu chống. Theo dự luật, công ty mẹ của TikTok là Biden Trung Quốc phải bán ứng dụng mạng xã hội phổ biến trong vòng một năm, hoặc TikTok bị loại trừ khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu dự luật trên vào tuần tới, và Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ ký thành luật. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng đã nhấn mạnh lo ngại về TikTok trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng. Washington cho rằng nền tảng TikTok, Bắc Kinh có thể theo dõi người dùng ở Mỹ. Các nước châu Âu cũng có quan ngại tương tự. TikTok nhanh chóng phản ứng ngay sau khi Hạ viện Mỹ công bố kết quả bỏ phiếu, cho rằng dự luật trên đã chà đạp quyền tự do ngôn luận của 170 triệu người Mỹ, số người đăng ký TikTok tại nước này, gây ảnh hưởng cho 7 triệu doanh nghiệp và đóng cửa một nền tảng đóng góp 24 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho kinh tế Mỹ. Ông Steven Mnuchin, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, bày tỏ ý định muốn mua lại TikTok và đã tập hợp một nhóm các nhà đầu tư cho kế hoạch này. Nếu dự luật trên được ký thành luật, Tổng thống sẽ có quyền quy kết những ứng dụng khác là mối đe dọa với an ninh quốc gia nước này, nếu ứng dụng đến từ một quốc gia bị Mỹ cho là thù địch. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu X, tên cũ của Twitter, lên tiếng phản đối cấm TikTok tại Mỹ vì lý do đi ngược lại quyền tự do ngôn luận. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.